Rất vui mừng được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Ngọc Quang Bắc Giang, một kênh chuyên cung cấp các sản phẩm hàng bãi xịn và chất lượng. Với video buổi sáng ngày hôm nay, em tranh thủ test một cặp loa B3 mã như Ngọc Quang đã giới thiệu, là một trong dòng loa cao cấp của dòng loa full mà sản phẩm B3. Đó, sản phẩm này đã được vệ sinh sạch sẽ và sản phẩm bao zin, bao đẹp, bao xịn cho các bác. Vâng, đây này. Khi bên Ngọc Quang đã vệ sinh sạch sẽ thì nó đẹp như thế này các bác. Đó, chuyển nghĩa với độ đẹp thì bên Ngọc Quang làm cẩn thận cho các bác, để các bác về trưng bày trong căn phòng khách nó xuất sắc. Đấy, bác thấy cẩn thận không? Đấy, như ngày hôm qua em đã livestream trực tiếp về cái quy trình làm sạch, làm đẹp cho các bác. Đây, như cặp loa này thì đã làm sạch đẹp vệ sinh này thì coi như là mới các bác, đúng không? Coi như là mới. Đó. Đây là cực kỳ, rất cầu kỳ để có được một cặp loa như thế này. Quy trình vệ sinh nó kỹ như vậy. Đấy. Và thấy làm hàng bãi thì nó phải như thế này này. Đấy, kỹ càng cho các bác chưa? Đẹp chưa? Các bác thấy xuất sắc chưa? Bên em về thì nó đẹp xuất sắc, nhưng do nó bẩn đấy, do nó bẩn này, do những cái vết sứt nhỏ nhỏ em làm cho các bác đấy, đẹp chưa, cực kỳ là chất lượng và độ đẹp. Vâng, cặp loa này thì em test thử cho bác khách ngoài thủ đô Hà Nội, bác đã chuyển tiền đủ cho bên em, và cũng là test đại diện 5 cặp. Sáng nay em chuyển cho các bác 5 cặp này nên được. Vâng, 6 cặp ạ. Cặp này cặp này là 6 cặp. Còn 5 cặp kia thì ở các tỉnh thành. Em mong các bác trên mọi miền Tổ quốc thông cảm vì em cũng chỉ test thử đại diện một cặp thôi. Vâng, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo số điện thoại này. Vì những cặp loa này cứ vệ sinh đi đâu là em chuyển hết đi đến đó, thì các bác đã đặt hàng bên em sẵn rồi, em vẫn còn hàng nhưng mà chưa vệ sinh đấy, nó vẫn còn bẩn đấy. Thì các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ với em ngay để được sở hữu những cặp loa B3 C5 10 cực kỳ là chất lượng và các bác mong đợi rất là lâu rồi. Vâng, Ngọc Quang xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.